anh chị và các bạn đã quay trở lại video của em Phát nha. Phát xin chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hôm nay mấy anh em Phát lại tiếp tục đi lặn biển ở tại vùng biển Phú Hoài này cả nhà. Em Phát xuống đây tầm khoảng hai hôm rồi. Hai hôm trước thì nghe em Phát lặn rất là nhiều sò luôn. Giờ sò lông nó hạ cả nhà, nên lặn chỉ mấy anh em người vài trăm ngàn thôi. Hôm nay thì nghe em Phát chỉ ra một cái điểm mới để thả những con sò đắt tiền đó cả nhà. Hôm rồi hai hôm trước thì nghe em Phát thả chỉ có sò lông ngao xỉu, sò mê ca và sò lông lớn, còn mấy con sò đắt tiền thì giá là ít luôn. Hôm nay thì nghe em Phát đi 7 anh em thôi. Hôm nay mấy anh em Phát sẽ ra cái điểm chạy từ cảng Phú Hoài chạy ngang ra phía ngoài đó để thả con này con kia nha. Thì nước thì vẫn rất là lạnh nên em Pháp cũng mới mua lại một cái áo nhái mới. Áo này thì em Pháp mua tầm khoảng 2 triệu mấy cả nhà. Mấy anh em Pháp thì cũng đã vào đồ xong hết rồi, cũng giờ xuống bắt hải sản cùng với Pháp nha. Và hôm nay thì ra điểm mới ngoài này nước rất là trong luôn này cả nhà. Mới nhảy xuống thì đã thấy đắt rồi. Em Pháp thì có đang giảm ép tay và xì tay đó. Và nước hôm nay rất là trong luôn. Mới nhảy thì em Pháp đã gặp được một chỗ có ốc nhảy rất là nhiều luôn rồi nè. Hiện tại thì giá ốc nhảy ở quê em nó dao động từ 10.000 cho tới 15.000 một ký, có khi thì giá tầm khoảng 7.000 một ký thôi. Hôm nào thì được 10.000 một ký thì mấy anh em kiếm ăn cũng ngon. Một con sò Thái nữa luôn nè. Em Pháp chạy tới chỗ đây gặp được một con sò mê ca nè, có ốc nhảy nữa nè. Ốc nhảy thì nó nằm ở trên mặt á, thì cứ chạy và bóc thôi. Nó nằm có chỗ thì rất là nhiều lắm. Qua chạy tới chỗ đây em Pháp phát hiện ra một dấu tích của con sò dương nó đang nằm mánh nè. Một con sò dương rất là to. Con này thì em Pháp nghĩ tầm khoảng 300g đó cả nhà. Giá sò dương ở quê em hiện tại dao động từ 200.000 tới 200 mấy chục ngàn một ký nha. Trong thời gian sắp tới thì biển êm lại rồi, nước sẽ ấm, sẽ có ốc và ốc hương để nằm ổ ở cả nhà. Hy vọng em Pháp sẽ gặp được nhiều ổ để quay chia sẻ cho cả nhà biết đến luôn. Tới chỗ đây thì em Pháp gặp được một con ốc tỏi vỏ dày nè. Ốc này thì ở quê em gọi là ốc tỏi loại 1 đó. Giá của nó rất là cao luôn, trên 200 mấy chục ngàn một ký nha. Thì em Pháp cũng bắt được 4 con, bắt được một mớ sò ốc nhảy luôn nè. Nước hôm nay rất là trong luôn. Nước trong như thế này thì lặn rất là thích lắm cả nhà, vì mình quan sát tầm nhìn rất là xa luôn á. Nếu mà nước trong như thế này thì tầm nhìn của mấy anh em quan sát từ đây tầm khoảng trên 4-5 mét nha. Chỗ đây thì đang có ốc nhảy rất là nhiều luôn nè. Nhiều thì nó cũng không phải là nhiều đâu cả nhà, thì nó cứ nằm một chỗ vài ba con, một chỗ vài ba con, mình cứ bóc li lị luôn thôi. Em Pháp thì cũng hạn chế để quay bắt ốc nhảy lắm, để bắt cho nó đạt thành quả cả nhà. Tới chỗ đây thì em Pháp có phát hiện ra được một con ốc mỡ đá luôn. Ở quê em thì ốc mỡ đá giá tiền nó khác nhau, còn ốc mỡ thường thì giá tiền nó khác nhau. Em Pháp lại phát hiện ra một con ốc tỏi. Đó, một
con ốc tỏi vỏ dày luôn đó. Ốc tỏi thì sắp tới tầm khoảng từ tháng 3 đổ lên nó sẽ ôm trứng nha, nó sẽ đẻ trứng, nó sẽ làm tạo thành một cục trứng rất là to lắm. Em Pháp gặp được một con cúm cúm, con này thì ăn rất là ngon luôn, đặc biệt là hai cái cạn của nó, ăn thịt của nó thơm lắm. Tới chỗ đây thì em Pháp phát hiện ra được hai con ốc mỡ luôn. Ốc mỡ này thì em Pháp thường hay gọi là ốc mỡ thường này, cũng là ốc mỡ thịt nhiều đó cả nhà. Wow, em Pháp đã bắt được một con sò móng tay nè. Ốc nhảy chỗ này thì rất là nhiều luôn á. Tới chỗ đây thì em Pháp gặp được một con bạch tuộc. Con bạch tuộc này thì nó nằm ở dưới cái vỏ sò bánh tráng đó cả nhà. Bạch tuộc thì hiện tại mấy anh em bắt cũng được nhiều đó. Em Pháp thì cũng đầy hai phần giờ ốc nhảy luôn rồi. Tới chỗ đây thì em có gặp được một con sò lòng lớn, cũng hay gọi là con sò u đó cả nhà. Một con ốc mỡ luôn. Wow, chỗ đây có thêm được một con sò lông lớn nữa, quá là đã. Đó, ốc nhảy thì nó nằm một chỗ 4-5 con, 3-4 con, 4-5 con, 3-4 con thôi, cứ chạy và bóc thôi. Quy trình thì lặn ốc nhảy nó cũng dễ lắm, đặc biệt là lúc mà trời động nó sẽ lũi xuống đất cát, không nhìn thấy nó đâu cả nhà. Đây là một con sò lông lớn, nó nằm nửa con luôn nè. Không hiểu sao thì nó trồi lên mặt đất nửa con luôn. Chắc em Pháp nghĩ thì do nước nó trong xanh á, thì nó sẽ lũi lên trên lại. Chạy tới chỗ đây thì em có gặp thêm một con sò mê ca. Ở quê em Pháp thì giá sò cao nhất là từ ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Ba ngày đó thì giá sò rất là cao luôn. Tại vì mấy ngày đó thì ở thành phố, các tỉnh thì không có đi làm á, nên giá sò nó lên một chút xíu. Còn mà mùa biến động thì giá sò cao ngất ngưỡng luôn á cả nhà. Em Pháp bắt được một con ốc mỡ to luôn nè. Ốc mỡ này thì mình luộc mềm, đâm một cấu muối ớt chanh, quyết chắc là ngon luôn á cả nhà. Thịt ốc mỡ thì rất là thơm luôn. Em Pháp rất thích là lấy thịt của ốc mỡ để làm đồ trộn với rau dưa cá khô á cả nhà, đâm một cấu nước mắm nữa, thả vào ăn hết sảy. Hôm nào thì em Pháp sẽ làm một cái video ẩm thực về ốc mỡ làm đồ trộn cá khô, chia sẻ quý cô chú anh chị mình biết đến luôn nha. Cái món này thì ăn rất là ngon lắm. Chạy tới chỗ đây thì em có gặp được một con sò ngao hai còi to chà bá lửa luôn nè. Ngao hai còi là một loại sò rất là đắt tiền. Nó là nằm trong loại sò đứng nhất ở quê em luôn, lúc nào nó cũng đứng hàng đầu hết. Một con sò lông lớn luôn nè. Đó, ốc nhảy thì nó cứ nằm vài ba con đó. Rồi, tới công chuyện rồi cả nhà. Tới công chuyện nữa rồi. Em cũng không biết là em đang bắt một con sò gì luôn. Chắc có lẽ thì em Pháp nghĩ là một con sò ngao hai còi đó. Công nhận thì con ngao hai còi nó nằm rất là sâu luôn nè. Em đang có quẹt xuống để cho quý cô chú anh chị biết đến nè. Đó, một con ngao hai còi to nữa. Em Pháp bắt được hai con rồi. Chạy tới chỗ đây nữa thì em Pháp có phát hiện ra một con sò dương. Sò dương này thì ở quê em gọi là sò dương bi đó cả nhà. Giá của nó cũng rất là cao đó. Lúc trời thấu biến động thì giá của nó từ 170-180 ngàn đó. Khi mà biến em lại thì tầm khoảng 120 hoặc 130 thôi. Đây là một dấu tích của con sò tu hài. Ở quê em cũng hay gọi là con sò lõ đó. Nó nằm nó lòi cái vòi lên nè. Có con thì nó nhìn rất là dễ dàng lắm. Có con thì nó nằm một cái lỗ một chút xíu thôi. Có con nữa thì nó nằm bạc mặt đất thôi.
Nói chung thì nó nằm cũng rất là đủ kiểu lắm. Giờ em Pháp sẽ quẹt da. Bắt sò tu hài thì mình phải quẹt da để bắt nó thôi. Nếu mà dùng móc bắt thì nó sẽ bởi đó. Rồi, một con sò tu hài to chà bá lứa luôn nè. Sò tu hài to như thế này thì ở quê em thường hay gọi là cái điện thoại iPhone đó cả nhà. Mấy anh em thường hay giỡn như vậy lắm. Còn đây thì em nghĩ 200g đó cả nhà. Em Pháp có bắt được một con bạch tuộc nữa. Bạch tuộc thì chúng hay sống ở trong những cái vỏ sò hoặc là vỏ ốc. Có khi có loại bạch tuộc thì nó lủi ở dưới đất luôn thôi. Chạy tới chỗ này thì em Pháp phát hiện ra một con bạch tuộc nó ở trong cái vỏ bánh chén luôn nè. Nó chui vào cái vỏ sò bánh chén để nó nằm đó. Khi mà nó đi kiếm ăn thì nó sẽ lủi xuống đất lòi hai con mắt nó lên thôi cả nhà. Có nhiều con thì em Pháp em bay cẩn thận, những con bạch tuộc nó lủi dưới đất lắm. Giới thiệu với cả nhà, đây là em Gơ nè. Em Gơ thì cũng đã đầy hai phần vợ sò rồi. Còn đây là những con sò đắt tiền và kỹ của em Gơ bắt nè. Phía đây là anh hai của em luôn. Chỗ đây thì em Pháp có phát hiện ra có nhảy lai dai nè. Đây này nó nằm đó 3-4 con, cứ 3-4 con thôi, chạy mà bóc thôi. Chỗ đây thì nó nằm nhiều luôn nè. Đó, cứ hốt một bụng tay, hốt một bụng tay không thôi. Đó, nó nằm nè. Wow, thì ra là em Pháp phát hiện được một con sò dương nè. Sò dương thì ở quê em hay gọi là con sò ngọt đó. Ngày xưa thì hay kêu là con sò ngọt lắm. Chắc em nghĩ là ăn cái thịt nó ngọt á, nên người dân hay đặt là con sò ngọt đó. Giờ thì em Pháp cũng đã đầy một cái vợt sò rồi. Giờ em Pháp lấy cái vợt khác ra lại đi thôi. Khi mà đầy vợt thì cứ về dây đá thôi, lấy cái vợt khác đi lại thôi. Chạy một hồi thì em Pháp phát hiện được một con ốc mỡ với lại hai con ốc nhảy luôn. Em Pháp có phát hiện ra qua thì ra là con bạch tuộc nó đang đẻ trứng này cả nhà. Quá trình thì nó đẻ trứng nó tự hút thân thể nó lại để làm ấp cho trứng nở con luôn. Khi mà nó con của nó nở ra hết rồi thì con bạch tuộc nó nhìn ốm nhách luôn. Một con ốc mỡ đá rất là to luôn nè. Em có phát hiện ra một con mực nang bé nhỏ xinh xinh nè. Nó đang ngụy trang cái màu đất đó. Con này thì nó rất là mạnh dạng luôn. Mực nang nhỏ như thế này thì Pháp không có bắt đâu. Nhìn nó bơi rất là đẹp luôn ha. Tại vì nước nó trong á. Một con sò mê ca to chà bá lửa. Nước trong thì lặn rất là thích luôn á cả nhà. Giờ em Pháp lại tiếp tục bắt sò ốc nhảy thôi. Đây nè cả nhà, một con bạch tuộc nó nằm dưới đất trong cái vỏ sò nè. Đó, cái vỏ sò như là cái nhà của nó đó cả nhà. Giờ em Pháp gắn cái camera lên đầu lại rồi bắt nó nha. Đó, nó lủi vào cái vỏ sò đó. Bạch tuộc thì em Pháp rất thích là hấp gừng hoặc là chiên xào các kiểu ăn cũng ngon lắm. Đây em Pháp phát hiện thêm một con nữa nè. Con này thì nó rất là nhanh nhẹn luôn. Nó xịt túi nó chạy tùm lum luôn. Cũng may thì em Pháp chụp được rồi. Giới thiệu với cả nhà, đây là em Lót nè. Em Lót có bắt được một con sò mai rất là to luôn. Em Lót đang ra tay chào cô chú anh chị đó. Em Lót thường hay làm những video lặn trà cùng với em lắm. Và đây là con ốc tỏi của em Lót nè, với lại sò lông lớn đó. Chạy tới chỗ đây thì em có phát hiện ra một con
ốc miệng rộng nó lủi dưới đất á cả nhà. Ốc miệng rộng này thì ăn rất là ngon luôn á, giá của nó hơi cao đó, có khi trên 200 mấy chục ngàn một ký luôn. Một con sò lông lớn nữa luôn nè. Chạy tới chỗ đây thì em Pháp có phát hiện ra một con sò tu hài nó đang nằm mánh nè. Bắt sò tu hài thì nó nằm sâu lắm, nó nằm có khi hơn một gang tay của em Pháp luôn, hoặc là sâu hơn nữa luôn. Wow, một con sò tu hài cũng to cho bá lứa luôn nè, quá là đã luôn. Đây là ký hiệu của em Pháp xem con sò tu hài như một cái điện thoại đó. Đó, quá là đã luôn. Chạy tới chỗ đây thì em Pháp có phát hiện ra là một con ngao hai còi nó đang nằm mánh luôn nè. Ngao hai còi thì mình cũng bắt cũng phải cẩn thận, vì nó chỉ kịp một cái vỏ sò thôi, nó cũng tự cắn vào bới nữa, nên em Pháp bắt rất là cẩn thận lắm. Không may thì móc mà mình móc vào miệng nó cũng bới luôn. Một con sò mê ca nữa luôn nè. Em Pháp có phát hiện ra một con ốc mỡ nhỏ xinh xinh nè. Con này thì còn bé lắm, em Pháp thả lại thôi. Chạy tới chỗ này thì em có phát hiện ra một con bạch tuộc nữa luôn. Bạch tuộc thì cũng gần tới mùa rồi, tầm khoảng từ tháng 4 đồ á cả nhà, nó sẽ vào mùa bạch tuộc. Không biết thì vào mùa bạch tuộc có nhiều hay không nữa. Nếu mà có nhiều thì em Pháp sẽ cố gắng đi làm video cho cả nhà xem nha. Một con sò dương to cho bá lứa nữa nè. Đó, nó đang nằm mánh đó. Sò dương thì nó cũng như các loại sò thôi, cái dấu tích của nó nhiều lúc thì nằm rất là khó thấy lắm. Nhiều lúc thì em Pháp cào cũng được chúng nó luôn. Chạy tới chỗ đây thì em có phát hiện ra là một con sò tu hài nè. Đó, con này thì nó nằm một cái lỗ quá, em Pháp tưởng đâu cái lỗ gì nên lấy cây móc thập xuống, ai nhẹ nó xịt nên mới biết là con sò tu hài đó. Sò tu hài thì cái điểm này con nào con nấy to không thôi cả nhà. Con đây thì nó cũng to này, nhưng không bằng hai con đầu tiên đâu. Chạy một hồi thì em Pháp cũng phát hiện ra là một con ốc mỡ. Wow, có một con sò dương kế bên luôn nè cả nhà. Không biết thì con sò dương đây nó có bị con ốc mỡ hút chết hay không nữa. Thường thì những con ốc mỡ nó rất là ghê lắm, nó có thể ăn những con sò, đặc biệt là những con sò dương đó, khi mà bị nó vướng vào rồi coi như chạy không khỏi đâu. Giới thiệu với cả nhà, đây là anh Thảo nè. Anh Thảo thì cũng đầy được 2 phần vợt sò rồi. Không biết anh Thảo bắt những con đồ đắt tiền có nhiều hay không đây. Nhìn vào vợt của anh Thảo thì em Pháp thấy có ốc tỏi nè, có sò dương nè, có sò móng tay nè, và ốc mỡ nữa nè. Tới chỗ đây thì em có phát hiện ra là một con sò tu hài nó đang nằm mánh luôn. Cái dấu tích của nó nằm thì rất là khó thấy lắm. Em Pháp thử đâu cái lỗ gì, tập cái tay xuống ai nhẹ nó xịt, nên là em Pháp biết. Con đây cũng to nè cả nhà. Đó, em Pháp đang ra ký hiệu là được 4 con rồi. Sẵn tiện tay thì em Pháp hốt một bụm ốc nhảy luôn. Ốc nhảy mà không có cát thì ăn cái khu của nó ngon lắm.
rồi tới công chuyện nữa rồi cả nhà. Em Pháp có đang cào một con sò gì đây? Chắc có lẽ là em nghĩ là một con ngao hai còi đó. Chạy tới chỗ đây thì em có phát hiện ra một con ốc tỏi bông. Ốc tỏi thì nó cũng có hai loại, một loại thì ốc tỏi bông và một loại thì ốc tỏi thường á cả nhà. Ốc tỏi bông thì giá nó dễ hơn là ốc tỏi thường. Ốc tỏi thì cả nhà ăn nên lấy cái bao tử của nó ra nha, không khéo thì sẽ bị dị ứng, có thể đi nhập viện luôn á. Tới chỗ đây thì em có gặp được một con ốc mỡ nữa. Chỗ đây thì cũng có vài ba con ốc nhảy luôn. Em Pháp có phát hiện một con sò móng tay cồ nè. Con này thì nó nhảy lên trên mặt đất luôn thôi. Chạy một hồi thì em cũng phát hiện thêm được một con sò dương to chà bá lửa nữa. Không hiểu sao thì cái điểm mới này sò dương với lại sò tu hài rất là to luôn. Do biển ở quê em biển động từ lúc ra ngày tới giờ biển động cả mấy tháng trời nên những con sò nó lớn cũng rất là nhiều luôn. Lây hay thì em Pháp cũng đầy một vợt sò nữa rồi. Đây là cái vợt sò ốc nhảy nè. Em Cơ thì cũng đã đầy cái vợt sò luôn rồi. Không biết em Cơ bắt đầu đắt tiền có nhiều hay không đây. Pháp nhìn thấy cái vợt của em Cơ thì cũng nhiều lắm. Ốc tỏi nè, sò dương nè. Wow, có sò tu hài rồi nhiều quá. Hôm nay em Cơ bắt rất là đẹp nha. Còn có bạch tuộc nữa nè. Một dấu tích của con ốc mỡ. Do cái màu cát như thế này thì hay có ốc mỡ nó nằm lắm. Đặc biệt là những màu cát mịn á, nên có ốc mỡ nhiều lắm. Qua wow, một con bạch tuộc luôn nè. Chạy một hồi thì em có phát hiện chỗ đây đang có ốc nhảy rất là nhiều, nên em Pháp cũng hốt một mớ luôn. Em có đang phát hiện một con bạch tuộc nè. Con này không hiểu sao thì nó nằm lên trên mặt đất luôn. Nhìn bộ dạng của nó hình như là nó rất là yếu lắm. Nó không chịu chạy luôn á cả nhà. Coi như con này nó cũng gần chết rồi. Không biết thì bị con gì nó cắn nữa. Có một con ốc mỡ nó nằm luôn nè. Một con ốc mỡ đá. Giờ em Pháp lại tiếp tục bắt ốc nhảy thôi. Có một con sò mây ca luôn nè. Chạy tới chỗ đây thì em có phát hiện ra một dấu tích của con ngao hai còi. Con ngao hai còi thì nó nằm hai cái lỗ cũng rất là khó thấy lắm. Wow, một con bạch tuộc nó đang ngụy trang trên mặt đất nè. Nhìn cái màu nó ngụy trang rất là đẹp ha. Con này thì nó rất là mạnh dạn luôn nè. Em Pháp đang đi nhẹ nhẹ để quay cận cảnh cho cả nhà xem nó đang di chuyển ở trên mặt đất. Đó, nhìn nó di chuyển rất là đẹp ha. Nó dùng những cái tua của nó để di chuyển đi đó, chạy ha bưởi. Em có phát hiện ra được một con sò dương to nữa.
con này thì nó nằm nó hạ cái miệng ra đó, nhìn cũng dễ thấy lắm. Chạy tới chỗ đây thì em có phát hiện ra một con ốc mỡ đá. Con ốc mỡ đá này nó khác hơn những con ốc mỡ kia vì nó màu xám á cả nhà. Loại ốc mỡ này thì ở Nghệ An, Hà Tĩnh ăn rất là ngon luôn. Cũng có thời điểm thì em Pháp cũng đã ra đó lặn biển rồi. Em chạy tới chỗ này thì có phát hiện ra là một con sò tu hài nè. Con này thì nó nằm rất là khó thấy lắm. Nó nằm một cái lỗ có một chút xíu thôi. Như em Pháp đã chia sẻ thì sò tu hài nó nằm rất là đủ kiểu luôn. Có khi thì nó đưa một cái vòi của nó lên, có khi thì nó nằm bằng mặt đất thôi, có khi nó nằm một cái lỗ nhỏ xíu. Con này thì nó cũng vừa thôi, cũng không to chà bá lửa đâu. Chỗ đây thì có mấy con ốc nhảy luôn, em Pháp bắt luôn nè. Có thêm một con ốc mỡ. Hôm nay thì có ốc mỡ lai rai. Giới thiệu với cả nhà, đây là anh hai của em Pháp nè, là người anh hai, là người anh ruột của em luôn đó. Anh hai Pháp thì bắt cũng được hai phần vợ sò luôn rồi. Giờ thì đã tới giờ sướng rồi cả nhà. Giờ sướng có nghĩa là giờ lên chạy vào bờ á. Vì mấy anh em lặn chắc là khổ lắm, nên khi nào mà anh em tập hợp lại dây đá thì mấy anh em sẽ nói là giờ sướng thôi. Mấy anh em Pháp thì đang tụ tập lại để giảm ép tay và chân. Khi lặn dài giờ rồi thì mình phải về dây đá giảm ép tay và chân. Có anh thì phải tháo đai chì ra và nắm sợi dây đá lên từ từ thôi. Đó, em Gơ thì cũng đang giảm ép tay này, cứ chà tay vậy thôi. Em Cơ đang ra ký hiệu thì bắt chuột rất là nhiều luôn. Em Gơ thì bắt đồ cắt tiền cũng nhiều nữa nè. Cứ quy trình mấy anh em lặn dài giờ thì cứ về dây đá chà tay chà chân, giảm ép tay chân vào bụng đầu. Anh Thảo thì cũng đang giảm ép luôn nè, anh hai của Pháp nè. Còn bên đây là anh hai. Anh hai là người lớn tuổi nhất trong ghe của em. Anh hai đang tóm vật sò nè. Em Pháp thì cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi hết video của em. Giờ lên xem thành quả của em ngày hôm nay có bắt được nhiều hải sản nha. Giờ này ghi Pháp đang chạy qua bờ này cả nhà. Hiện tại thì ghi Pháp lặn ngang cửa Phan Thiết luôn, tỉnh Bình Thuận luôn á cả nhà. Hôm nay thì mấy anh em Pháp hôm nay bảy anh em Pháp rất là may mắn luôn. Lặn có sò đắt tiền cũng hơi nhiều, có lại sò nhảy nữa. Thành quả của mấy anh em Pháp tầm khoảng 13 ốc nhảy nha. 13 ốc nhảy với lại một bao sò nhân mũ. Sò bánh chén, sò thái được cả nhà. Đó. Được một vị bạch tuộc. Sò thứ hai đồ sò dương đồ cũng có. Nói chung ốc nhảy thì nhiều hơn, với lại một sò mai. Ốc tỏi nữa. Tỏi này.
sô sò đã tiền nhớ này cả nhà, sò tu hai này. Chị và các bạn đăng ký kênh và like chia sẻ để ủng hộ Pháp nha. Pháp chân thành cảm ơn quý vị.